Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì một combo sản phẩm chất liệu gỗ gõ thì như những cái video trước thì em quay rất là nhiều những cái sản phẩm chất liệu gỗ hương đá rồi. Nhưng với video hôm nay thì em muốn giới thiệu với các bác một bộ sản phẩm, một combo sản phẩm chất liệu gỗ gõ. Đây là đơn đặt hàng của một vị khách ở Nam Định. Bác khách này thì là gọi là đất Nam Định và biết một chút về nghề thợ mộc, nhưng mà vẫn qua cơ sở em để đặt hàng. Và bác thì ở bên nước ngoài, cũng nhân cơ hội mà về Việt Nam và thấy cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ quảng cáo và cũng như là giới thiệu và tin tưởng cơ sở và cũng qua trực tiếp cơ sở để đặt hàng. Và bây giờ thì qua khoảng thời gian là gần 2 tháng mà em đã hoàn thiện xong cái combo sản phẩm này, là bao gồm là một bộ bàn ghế, một chiếc sập thờ mai điểu, câu đầu cuốn thư và một chiếc đồng hồ tứ trụ. Đầu tiên thì với cái bộ sản phẩm bàn ghế, đây là chất liệu là gỗ gõ đỏ, thì cái màu sắc và cũng như là cái đường vân của gỗ gõ đỏ thì bao giờ nó cũng sẽ ít hơn vân của gỗ hương đá, và cái màu sắc của gỗ gõ thì bao giờ nó cũng sẽ sáng hơn. Các bác nào mà thích một bộ bàn ghế và những cái sản phẩm nội thất sáng màu thì các bác có thể lựa chọn gõ đỏ nha. Đây là chất liệu gõ đỏ và chân là chân em làm là chân 14. Toàn bộ thì cái phần mà bộ sản phẩm này thì là mặt tràn là dày 5 phân. Và vách lưng thì em cũng làm độ dày là dày 5 phân luôn. Chương thì là dày 10 phân và toàn bộ chương thì là liền khối. Tất cả những cái họa tiết như là hoa hồng và hoa lan tây thì nó rất là quen thuộc đối với mẫu hoàng gia rồi. Và khi mà nhà mình sử dụng mẫu hoàng gia thì cũng sẽ sợ, không bao giờ sợ lỗi thời. Đấy, một cái sản phẩm, một cái bộ sản phẩm với không gian diện tích phòng khách từ 25 đến 30 mét vuông. Và cái phần đặc biệt nhất là cái phần tay này, các bác thấy bình thường như cái tay này thì em sẽ nối vào một cái điểm đầu dày độ khoảng độ 2-3 phân. Nhưng với cái phần tay này là em làm là đây là tay nguyên khối và dáng tay là dáng tay chữ C. Với cái hàng mặt tràn thì nó luôn là những cái mẫu lựa chọn quen thuộc mà các bác rất là ưa thích. Và như bộ này thì vẫn đầy đủ 6 món như những cái bộ sản phẩm thông thường. Đấy, đục cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Một đoạn dài là dài 2m60, hai chiếc ghế đơn dài là 1m1 và toàn bộ mặt tràn, phần mặt tràn của bàn cũng là mặt tràn liền tấm. Đó, bộ này thì có thêm hai chi tiết nhỏ, đó là một chiếc đôn kẹp bàn và một chiếc đôn ngồi. Đi kèm theo cái bộ sản phẩm bàn ghế thì bác khách hàng của em có đặt thêm, đó chính là một chiếc sập thờ chân 20, chất liệu gỗ gõ đỏ và mẫu mai điểu. Bác có cái nhu cầu đó là ở nhà thì không phải con trưởng, cho nên là làm cho anh cái mẫu nào mà nó không rồng rắn, không có rồng, không có phượng. Và với cái mẫu bình thường như cái mẫu tứ linh thì bác ấy không thích, bởi vì là thông thường bác ấy nói là cái mẫu tứ linh là chỉ có con trưởng mới dùng mẫu tứ linh thôi, cho nên là em làm cho bác mẫu mai điểu, sập thờ mai điểu trên 20, chiều dài là 2m17, rộng là 1m07 và chiều cao là 1m27. Chiếc sập thờ mai điểu này thì em làm cho bác là cái mặt ván nó dày hơn. Bình thường thì em làm khuôn tranh 4. Mặt ván là khuôn tranh 4 và ván là 1/8, ván mặt là 1/8 ghép đôi. Còn bộ sản phẩm này thì bác yêu cầu, chiếc sập thờ này thì bác yêu cầu em làm dày hơn và em làm độ dày là 5 phân là khuôn tranh và ván là 2 phân. Đó, với một chiếc sập thờ mai điểu như này và toàn bộ đục chạm là đục chạm bằng tay hết. Tất cả mộng thì là đều là mộng tháo lắp các bác nhé, mộng tháo lắp và mộng đuôi chuột. Và kèm theo chiếc sập thờ thì bác có đặt thêm của em đó là một bộ câu đối cuốn thư. Bộ câu đối cuốn thư cũng được làm bằng chất liệu gỗ gõ luôn, và bác yêu cầu là cả combo là phải chất liệu gỗ gõ. Đấy, kèm theo đó chính là một chiếc kệ tivi. Kệ tivi đây là kệ tivi mẫu tứ trụ, bởi vì cái mẫu này thì trong cái thời gian vừa qua thì được các bác lựa chọn rất là nhiều, bởi vì nó rất là dễ để mà kết hợp. Ví dụ như là nhà mình đang sử dụng một bộ bàn ghế hoàng gia hay là một bộ bàn ghế tần thủy hoàng cũng kết hợp được với chiếc kệ tivi tứ trụ này. Và chiều cao của kệ tivi tứ trụ là 2m3. Đấy, còn câu đối cuốn thư thì chiều cao của câu đối và cũng như là chiều dài của cuốn thư là 1m97. Rất là hài hòa và tổng thể với cái sản phẩm như này. Mình khi mà mình đặt hàng thì các bác cũng muốn là làm sao mà làm một cái combo nó đồng đều, đồng màu. Đấy. Bây giờ thì em sẽ báo giá chi tiết từng cái sản phẩm để các bác có thể tham khảo. Bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em ạ. Bộ bàn ghế với giá trị là 93 triệu, tổng thể 6 món đã giá trị đã hoàn thiện và tặng kèm kính bàn kính đôn. Với chiếc sập thờ giá trị là 35 triệu. Câu đối cuốn thư gỗ gõ giá trị là 21 triệu và đồng hồ tứ trụ gỗ gõ giá trị là 13 triệu. Đó, tổng thể cả cái combo này thì các bác có thể là cộng vào những cái giá trị mà em vừa thông báo. Và cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.